Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18 tháng 12 dự kiến gặp riêng gia đình các nạn nhân thiệt mạng đầu tháng này trong vụ thảm sát ở California, làm 14 người chết, 22 người bị thương. Tòa Bạch Ốc thông báo ông Obama sẽ dừng chân ở San Bernardino, nơi xảy ra vụ xả súng, trên hành trình tới Hawaii để nghỉ dịp Giáng sinh. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey hôm thứ Tư cho hay, cặp vợ chồng thực hiện vụ khủng bố đã có các cuộc trao đổi cá nhân trực tiếp trên Internet để cùng cam kết tham gia thánh chiến và tử vì đạo. Theo các nhà điều tra, cặp vợ chồng này đã nguyện trung thành với nhà nước Hồi giáo. Hai người đã tấn công một văn phòng chính quyền địa phương ở San Bernardino trước khi bị cảnh sát bắn chết hôm 2 tháng 12.